Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 21 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở của huyện Đông Sơn. Xác định việc thực hiện chỉ thị số 22 ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Huyện Đông Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân để cùng chung tay ủng hộ làm nhà cho các hộ nghèo. Đến nay, huyện đã tiến hành xây dựng 23 nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Phấn đấu trong năm 2024 sẽ hoàn thành kế hoạch xây dựng 24 nhà trong 2 năm 2024-2025. Huyện Đông Sơn ủng hộ về tỉnh 2,7 tỷ đồng để chung tay cùng tỉnh hỗ trợ làm nhà cho các hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trân trọng cảm ơn cán bộ và nhân dân huyện Đông Sơn, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để có những đóng góp hỗ trợ cho các huyện miền núi trong tỉnh làm nhà cho hộ nghèo.